Chào bạn, ở video này tôi sẽ chia sẻ cho bạn hướng dẫn bạn cái cách triển khai dropshipping với Forecenter Galaxy Team. Thì bạn nào chưa tham gia cái cộng đồng dropshipping với Forecenter Galaxy Team thì các bạn hãy truy cập vào cái đường dẫn, đó là kinhdoanhonlinez.com/dropshipping, đúng không ạ? Các bạn hãy truy cập vào cái đường dẫn đó là kinhdoanhonlinez.com/dropshipping. Rồi tôi sẽ tiến hành truy cập vào cái đường dẫn này. Khi chúng ta truy cập vào cái đường dẫn này thì chúng ta sẽ dẫn đến một cái cộng đồng ở trên Zalo, đúng không ạ? Cái nhóm này là nhóm thứ hai rồi, bởi vì cái nhóm đầu tiên đã full 1.000 thành viên rồi. Mà nếu như nhóm thứ hai này đầy 1.000 thành viên rồi thì cái đường link sẽ được cập nhật ở nhóm thứ ba, thứ tư, vân vân. Ok, nhiệm vụ các bạn đó là đọc cái bài hướng dẫn này. Ở đây có 7 ngách sản phẩm để cho chúng ta lựa chọn, đúng không ạ? Ngách đầu tiên là dropshipping với phương tiện điện thoại, thứ hai là visa, thứ ba là đồng hồ, thứ tư là túi sách ba lô, thứ năm là vòng hoa thủy, thứ sáu là điện thoại laptop, thứ bảy là trang sức, đúng không ạ? Và trong tương lai nó sẽ cập nhật rất là nhiều ngách sản phẩm nữa để cho các bạn lựa chọn, để cho các bạn kinh doanh với dropshipping, đúng không ạ? Ở đây tôi ví dụ là các bạn lựa chọn kinh doanh dropshipping với lại phụ kiện điện thoại thì các bạn hãy click vào cái đường link này, đúng không ạ? Click vào cái đường link này. Rồi nhiệm vụ của các bạn tiếp theo đó chính là đọc cái bài ghim này. Ở đây thì có ghi tất cả những cái nhiệm vụ mà các bạn cần phải làm. Rồi các bạn quan tâm đến cái bảng giá chứ thôi, đúng không ạ? Quan tâm cái bảng giá từ dropshipping và quan tâm đến file hình ảnh. Đây, file hình ảnh đây. Thì nhiệm vụ của các bạn là tải cái hình ảnh này về, chỉnh sửa lại, chèn logo của các bạn vào làm cho nó chuyên nghiệp, đẹp lung linh và đăng lên trên tất cả các kênh mà các bạn có thể triển khai, đúng không ạ? Có thể là Shopee, đúng không ạ? Các bạn tạo một tài khoản trên Shopee và các bạn tiến hành đăng tải sản phẩm của mình lên cái dàn hàng, có thể là Tiki, đúng không ạ? Tiki hoặc là Lazada. Hoặc là một cái kênh mà hầu như ai cũng có, đó chính là Facebook, đúng không ạ? Facebook. Và các bạn có thể sử dụng Marketplace để các bạn đăng tải sản phẩm lên, đúng không ạ? Đây, đây là những cái sản phẩm mà tôi đăng lên. Đó, vân vân. Và khi các bạn có đơn hàng rồi thì các bạn sẽ làm gì tiếp theo? Thì các bạn hãy quay trở lại cái nhóm Zalo này, đúng không ạ? Các bạn kéo đến cái phần là fanpage báo đơn, các bạn click vào đây thì các bạn sẽ được dẫn đến một cái fanpage để cho chúng ta báo đơn, đúng không ạ? Có đơn thì các bạn click vào đây, chúng ta báo đơn. Xin chào admin. Đấy, chúng ta sẽ làm theo hướng dẫn ở đây, đúng không ạ? Và cái nhiệm vụ của các bạn là chuyển tiền cái sản phẩm mà khách hàng mua đó, chuyển tiền cho admin để admin tiến hành đóng gói sản phẩm và gửi đến tay khách hàng cho chúng ta. Nhiệm vụ của chúng ta là theo dõi đơn hàng, đúng không ạ? Chúng ta sẽ làm qua một cái kênh trung gian, đó là Shopee. Khi có thông tin mua hàng của chúng ta sẽ tiến hành lấy thông tin đó đặt hàng trên Shopee, đúng không ạ? Đặt hàng trên Shopee và báo cái mã đơn hàng đấy cho đội ngũ xử lý đơn hàng, đúng không ạ? Và đội ngũ sơ hàng sẽ dán cái mã đơn hàng đấy lên cái gói hàng và sẽ giao cho đơn vị vận chuyển để chuyển đến tay khách hàng của chúng ta, đúng không ạ? Và các bạn có thể check là hàng hóa đi đến đâu rất là dễ dàng. Ok, như vậy là những cái bước cơ bản chúng ta cần phải nắm và triển khai. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.